Sáng nay, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 đã khai mạc trọng thể theo hình thức trực tuyến qua cầu truyền hình từ hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội đến 62 đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sự kỳ họp tại điểm cầu tỉnh hưng yên có đồng chí đỗ tiến sĩ ủy viên ban chấp hành trung ương đảng tổng giám đốc đài tiếng nói việt nam đồng chí phạm văn khuê ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân tỉnh các đại biểu quốc hội thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hưng yên Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, kỳ họp diễn ra trong bối cảnh cả nước tích cực triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, tạo ra xung lực mới và khí thế mới cho việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Đặc biệt, nước ta đang từng bước trở về trạng thái bình thường mới, vừa tập trung phục hồi phát triển kinh tế, vừa không chủ quan trong công tác phòng chống dịch. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, kỳ họp lần này được tổ chức theo hình thức kết hợp họp trực tuyến và họp tập trung. Theo đó, từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 10, kỳ họp tiến hành họp trực tuyến; từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 11, họp tập trung tại nhà Quốc hội. Quốc hội sẽ xem xét thông qua hai dự án luật, 5 dự thảo nghị quyết và xem xét cho ý kiến đối với 5 dự án luật. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng dành nhiều thời gian để xem xét các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác như báo cáo của chính phủ, tranh án tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội cuối phiên làm việc buổi chiều các đại biểu quốc hội đã thảo luận tại tổ đại biểu quốc hội tỉnh hưng yên nguyễn đại thắng đã phát biểu tham gia đóng góp ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật tố tụng hình sự dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thống kê